Vâng, hôm nay em lại về cho các bác một cái sự lựa chọn mà dành cho các bác nào thích cái dòng xe i10 mà nhỏ gọn xinh xinh nhập khẩu nguyên chiếc như thế này. Ở cái giá tiền dưới 200 triệu anh em nhé, dưới 200 triệu. Nhiều bác thì hôm nọ em đăng một con i10 2014 bản cũng thiếu như này. Đang 215 triệu thì các bác bảo ôi giời ông này bán cao thế. Thì đây. Hơn 100 triệu, gần 200 triệu đây. Đấy, các bác cứ so sánh làm cái gì? Tùy vào chất lượng xe thôi, con kia thì nó không xuất phát từ taxi thì em bắt buộc phải mua cao, con này thì nó xuất phát từ taxi một tí thôi. Đấy, nhưng mà keo chỉ của nó zin hết thì em lại bán thấp đi tí. Tiền nào của đấy các bạn ạ, các bạn đừng so sánh làm gì. Quan trọng là chất lượng xe thôi. Và ngày hôm nay tôi lại sẽ giới thiệu đến cho anh em chiếc xe này. Nếu như các bạn và các bạn bà con cô bác nào mà hợp lý thì mua. Đây là một chiếc Hyundai Grand i10 2014 phiên bản số sàn, máy 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con của Ấn Độ, đang đeo biển Hải Dương tên tư nhân. Biển Hải Dương 34A39665. Sơn xi màu bạc và rán tem thể thao rất đẹp. Con này thì nói chung này, Tuấn Anh nói luôn này, con này thì nó trước đây nó qua dịch vụ, nhưng mà Tuấn Anh khẳng định và cam kết cho anh em là keo chỉ zin cả xe luôn. Keo chỉ zin cả xe. Máy của thì nó đã qua căn chỉnh rồi nhưng keo chỉ zin cả xe. Cam kết cho anh em không có đâm mục tai nạn và không có ngập nước anh em nhé. Xe thì đã được lên full đồ chơi rồi. Từ la đăng đúc này, từ màn hình Android này, cam lùi, cam hành trình. Nói chung là không thiếu cái gì cả. Về thì các bác chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Mà xăng con này thì đổ chỉ khoảng tầm 6 lít trên 100km thôi các bạn nhé. Đang đeo biển Hải Dương, na đang đúc rất là đẹp, sơn xi cực kỳ ok, dán tem thể thao rất ok. Bà con có bác anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 và 0971255863. Địa chỉ gà của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Rất kính mong quý anh chị Kha có thể đến trực tiếp ở bên em để xem và trải nghiệm về mẫu xe này. Con này nó là dịch vụ da, màu bạc xịn, không đổi màu. Dịch vụ da không đổi màu luôn anh em nhé. Rất xịn sò luôn. Biển Hải Dương tên tư nhân, hệ thống đèn của nó này. Hệ thống đèn của nó đèn nguyên bản nhé. Đèn của nó đèn nguyên bản theo xe này. Nó có độ ố nhưng mà nó ố rất là đều nhau luôn. Ố rất là đều nhau luôn. Và chiếc xe thì còn đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Có gắn thêm cả camera hành trình trên đây. Trời cưa. La răng của nó thì dưới cái dòng này thì nó không có la răng nguyên bản, là răng sắt thôi. Nhưng mà con này thì chủ nhân đã độ lên cái bộ la răng phay như thế này. Nói chung là rất là khỏe. Nó tóm lại nó vẫn là la răng đúc và nó độ lên la răng phay. Sắp xếp con này chạy thì cực kỳ chắc luôn. Con này em khẳng định chạy cực kỳ chắc luôn. Máy 1.0 thì nó khá là tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả những cái tay lắm mở cửa của chiếc xe thì đều được mạ ốp một lớp viền mạ chrome, dán tem thể thao 911 Grand i10. Tất cả lốp dép của nó rất là đẹp. Quý bà con, các bạn chị em nào quan tâm về cái mẫu xe Hyundai như thế này, một mẫu xe quá là bền, quá lành, hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, Trung Quốc, hàng nhập khẩu nguyên con của Ấn Độ, thì đây là một chiếc xe cực kỳ ok. Tất cả cam lùi của nó rất là đẹp cho anh em. Vậy thì anh chị em và bà con, các bác anh chị em nào đã có nhu cầu quan tâm thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Hải Phòng để có thể cập nhật thêm về cái mẫu xe này. Tất cả đều rất là đẹp cho anh em, tất cả đều rất xịn sò, xích nhan được tích hợp ở trên sườn. Rất là đẹp cho anh em. Nội thất chiếc xe này, nội thất ghế da màu đen, ga xịn luôn ấy. Ghế da màu đen, da này da nguyên bản từ đầu này, rất là dày và rất là mềm. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản, đã bọc ni lông. Hệ thống vô lăng của nó thì cũng gọi là có dịch vụ nhưng chưa khâu vá gì, có độ bào mòn một chút, không ảnh hưởng gì cả. Tất cả hệ thống tắp lô, tắp ly của nó rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Trang bị hệ thống nâng hạ kính rất là đẹp. Keo chỉ thì tôi lại khẳng định với bạn là keo chỉ con này thì zin cả xe luôn. Keo chỉ zin cả xe luôn này. Anh em thấy đây, cái đường keo chỉ nó zin hết, đường zin từ A đến Z luôn. Không có một lỗi nhỏ nào với con i10 này, với giá chưa đến 200 triệu đồng. Đây, dây cam lùi nhá. Cột keo của đinh bấm của nó còn rất là đẹp cho anh em. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về cái mẫu Hyundai Grand i10 này thì hãy nhớ nhấc máy lên. Rất là đẹp luôn. Tem dập này. Với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 196 triệu đồng thôi là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Hyundai Grand i10 2014 số sàn, máy 1.0. Tất cả cái đường chỉ của nó anh em thấy đây, chỉ của nó là cá zin này, chỉ xịn luôn ạ, zin từ đầu luôn ạ. Tất cả những đường chỉ này chạy từ nhà máy sản xuất luôn. Hệ thống tắp ni cánh cửa phía sau cũng khá đẹp vào đây. Anh em thấy đây. Chỉ con này nó quá là ok luôn. Tất cả những hệ thống cột kèo của nó còn nguyên bản hết nhé. Cột kèo nguyên bản hết theo xe này anh em thấy đây. Rất là đẹp cho anh em. Cơ bản là bóc ra nó vướng cái dây. Nội thất ghế da rất xịn nhá. Rất xịn luôn. Quý bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe như thế này
thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thành Ô Tô Hải Phòng ạ. Đây ạ. Đó, một chiếc xe còn khá là ổn định luôn này, keo chỉ zin hết 100%. À, tất cả những cái đường chỉ ở cốp này cho đến tất cả mọi thứ chiếc xe đều rất là đẹp để anh em sử dụng. Vâng, với tầm tiền 196 triệu đồng thì quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác anh chị em đã sở hữu ngay được một chiếc Hyundai Grand i10. Đấy, tất cả cái thảm nhựa đó là Hyundai Grand i10 này. Kit kiểm hãi còn mới này, lốp dép còn dự phòng còn nguyên bản. Đấy. Vâng, rất là đẹp cho anh em. Đấy, bô đây, đây là phần gầm. Gầm bệ nó thì khá là ok rồi. Không có bục quạt gì anh em nhá, không có bục quạt gì rồi. Rất chất lượng. 196 triệu đồng là bà con, cô bác anh chị em đã sở hữu được chiếc Hyundai Grand i10 này. Đó, một chiếc xe khá là ok để anh em sử dụng đó. Rất là đẹp. Đó, tất cả những cái đường chỉ của nó này. Đó, rất đẹp cho anh em này. Đó, rất xịn sò luôn. Vậy bà con, cô bác anh chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho em nhé. Đó, rất xịn sò luôn. Đó, tất cả cái đường chỉ của nó chỉ zin này, anh em thấy này, chỉ zin hết này. Không những chỉ trong mà chỉ ngoài cũng còn khá là zin luôn. À, tất cả hệ thống tắp ly bên đây thì nó rất sạch sẽ này, rất sạch sẽ đẹp đẽ luôn này. À, cực kỳ ok luôn. Đấy, tất cả chỉ của nó zin hết nhá. Cột kèo đinh bấm của nó thì tất cả đều là nguyên bản, sơn si màu bạc xịn, không có đổi màu và rất là ok để anh em thể sở hữu nó. Vâng, nội thất ghế da xịn luôn, con này vừa bóc ra vẫn còn nỉ luôn đấy. Vâng, bà con, các bạn, chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc i10 này thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để anh em mua. 2014 số sàn máy 1.0, tên tư nhân biển Hải Dương, trang bị 4 bánh đa năng đúc, màn hình Android xịn sò, cực kỳ ok luôn cho anh em. Rất đẹp. Trang bị màn hình này, màn hình này, cam lùi này, nét căng luôn các bạn nhé. Ở trên đây thì nó sẽ trang bị một cái cả một cái cam hành trình nữa, để cho anh xem nào. Cam hành trình đây, chúng ta có thể bắt Bluetooth hoặc Wi-Fi nhé. Wi-Fi, Bluetooth này, bản đồ này, đầu ghi bên ngoài này, pin này, cái gì đây. Nói chung là nó sẽ đầy đủ hết nhé. Rất đẹp cho anh em, đúng không ạ? À. Tất cả hệ thống mặt đồng hồ, tất cả hệ thống kính điện của nó lên xuống một cách rất ổn định, điều hòa thì cực kỳ là mát luôn. Rất ok. Tất cả hệ thống trần của nó là trần nỉ nguyên bản nhé. Bọc ni lông rất là sạch và rất sáng luôn này. Rất sạch và rất sáng luôn này. Nội thất ghế da quá ok cho anh em. Củ số đấm này, đấm số này. Khá đẹp, ghế da cực kỳ dày luôn, cực kỳ dày. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì anh em có thể cùng xem. Gạt mưa rất là nhiều nước luôn, cực kỳ sạch sẽ. Vâng, một chiếc xe như thế này mà hiện tại thì bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá chỉ của bao nhiêu ạ? 196 triệu thôi. Bây giờ Tuấn Anh sẽ mở phần khoang máy ra để kiểm tra. 196 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Hyundai Grand i10 2014 số sàn máy 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con, rất là đẹp cho anh em. Đây là phần khoang máy này. Máy móc của nó thì em đã vệ sinh rất sạch sẽ rồi. Và các bạn nhìn thấy cái phần cabo này, cabo này là cabo zin nhé. Tất cả chỉ của nó chỉ zin hết rồi. Đó, rất là đẹp cho anh em. Đó, cực kỳ ok luôn. Đó, rất xịn sò. Tất cả những cái phần hốc bản nề cũng như là phần ụ giảm sóc, hai cái ụ giảm sóc còn rất là đẹp. Không có bục mỏng gì. Máy của nó thì đã qua căn chỉnh cái phần mặt giảm cò. Mặt giảm cò nó ngấm dầu sẽ hay đi. Đó, và đôi cái cống còi của nó rất là to. Tất cả số má, cái khung số máy của chiếc xe còn đầy đủ hết cho xe luôn. Đó, rất xịn sò luôn. Không có đâm va đâm xô tai nạn gì anh em thấy đây. Không có đâm va đâm xô tai nạn gì. Vâng, bà con, cô bác, anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc i10 2014 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con với cái giá 196 triệu đồng thì các bạn có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thành Ô Tô Hải Phòng nhé. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo của chương trình.